Kính chào quý vị khán giả của chương trình đặc sản miền sông nước. Quý vị thân mến, với những người con xa quê đó thì chắc cái cảm giác bình yên nhất là cái cảm giác mỗi sáng thức dậy được thấy mình đang ở quê, được nghe tiếng chim hót ở trên bụi cây, được nghe tiếng chó sủa giữ nhà, rồi nghe tiếng má vọng lên từ ở trong bếp á. Con Út coi quẩn chạy ra giường nhổ mấy cái bụi mì vô lát làm bánh ăn nghe không con. Ở quê mà tía má thấy đất trống ở chỗ nào là tranh thủ trồng mấy cái cây vô để mà tranh thủ để dành ăn, đỡ mất công phải đi chợ mua. Nào là mấy cây ổi nè, rồi mấy cây cóc, cây xoài, thêm mấy bụi khoai mì nữa. Cứ đủ ngày đủ tháng là ra củ, rồi đem đi làm bánh nè, nấu chè, nấu canh gì cũng ngon hết trơn á. Khoai mì dễ trồng lắm quý vị, lấy cái thân nó chặt ra từng khúc dăm xuống đất. Đơn giản vậy thôi, rồi ra chồi, từ từ ra củ, rồi lại góp cái vị ngon vào những món ăn quê. Vì chứ mấy thứ củ khoai củ mì thì ở miền sông nước này không thiếu và cũng không ai xa lạ gì. Cây khoai mì được người dân quê trồng ở vườn nhà, ngoài ruộng, ngoài rẫy để vừa làm đồ ăn, bánh trái thường bữa, lại có thể nhổ lên đem bán để thêm đồng ra đồng vô mà phụ việc gia đình. Cây khoai mì nhìn thì khẳng khiu vậy đó, nó ốm nhom cao nghèo, nhưng ở dưới mặt đất là chùm củ bự, hứa hẹn cho rất nhiều món ngon, đậm vị quê nhà. Người nông dân quen việc đồng áng, chỉ cần nhìn bụi khoai là sẽ đoán được củ ở dưới đất bự hay nhỏ và đã đào được hay chưa. Chỉ cần xách cuốc, xách dao ra liếc, đào cho khéo một hồi là sẽ kéo lên được mấy củ khoai, tùy theo giống theo loại, mà có khi thì thon thon dài dài, có khi thì tròn tròn mà bự chắc. Đem vô làm đủ món, tuy mang hương vị bình dân nhưng mà ngon lâu và nhớ mãi. Ký ức con người ta dù có đi đâu xa tận trời Tây trời Mỹ thì chắc chắn sẽ luôn nhớ về gốc chợ già đã có từ cái ngày xưa lơ xưa lắc. Ở nơi đó qua bao nhiêu năm tháng trôi đi cũng gặp bấy nhiêu con người, bấy nhiêu khuôn mặt, cũng chỉ nhiêu đó thứ rau trái quen thuộc và một vài món bánh quê mùa để làm no lòng những người dân quê hiền lành chất phác. Đó là mấy cái bánh bò, bánh da lợn, là xửng bánh đúc, ly trà đá đường, là một mâm đầy mấy củ khoai lang, khoai mì đã được nấu sẵn còn nóng hổi mời gọi khách mua. Khoai mì hấp, khoai mì nấu, nói thì tưởng đơn giản nhưng qua bàn tay khéo léo của bà nội trợ miền quê, nó đã được tạo thêm mùi vị hấp dẫn như món khoai mì nấu nước cốt dừa thơm thơm béo béo, có thể ăn không hay ăn chung với muối mè đều ngon lành đầy ấn tượng. Hay cũng với khoai mì, người miền Tây còn có món khoai mì quết dừa thơm béo ăn mê lắm. Khoai mì nấu chín để nguội một chút thì cắt nhỏ ra, bỏ vô thau, rắc thêm dừa rám nạo, đường, muối, mè, đậu phộng. Xong rồi thì lấy chài quết kỹ một hồi để các nguyên liệu được trộn đều với nhau. Xong thì khéo léo, dắt thành từng cục tròn tròn hay thành miếng dẹp dẹp là có thể ăn liền rồi đó. Ta nói toàn là những thứ nguyên liệu bình dân thôi, nhưng khi kết hợp cùng nhau lại thì nó dậy lên mùi thơm rất là hấp dẫn, rất đặc biệt, khiến người ta khó lòng mà chê cho được. Khoai mì có thể nói là thứ củ rất quen thuộc với cuộc sống nông thôn miền Tây Nam Bộ và có thể làm được nhiều món ăn ngon, vừa quen, vừa lạ và độc đáo nữa. Khoai đem nấu chín để nguội thì xắt dọc thành miếng vừa ăn rồi bày ra dĩa. Dọn chung có rau sống tép rang, tô nước mắm tỏi ớt chua ngọt và sắp bánh tráng mỏng là đúng bài. Nhúng bánh tráng, gấp rau để lên, mấy miếng khoai, vài con tép. Xong thì cuốn gọn lại, đem chấm vô chén nước mắm rồi thưởng thức. Món này ăn vô lạ miệng lắm, cái bùi dẻo, cái giòn ngọt, cái thanh mát, chút chua cay hòa quyện vào nhau. Hèn chi ăn hoài cuốn hoài mà không có thấy ngán. Những đứa con miền sông nước có lẽ dù bao lâu đi nữa thì vẫn cứ thèm hoài, nhớ hoài những món chè, món bánh,
được làm từ củ khoai mì dân quê và lắm lem đất cát. Nó không chỉ đơn giản là mùi vị, mà nó còn là ký ức về gia đình và những bữa cùng nhau quây quần vui vẻ. Nhớ hồi xưa, mỗi khi quẩn quẩn công chuyện thì tía sẽ đào khoai để má lo lột, ngâm, sẵn sàng bữa sau làm món ngon để cả nhà cùng ăn. Trong đó nhớ nhất là món chè khoai mì. Khoai mì ngâm rửa sạch sẽ được đem đi mài nhuyễn, vắt ráo, trộn chung xíu bột mới đem trộn màu từ cây lá như lá cẩm, lá dứa, bông dành dành, rồi nặng thành viên tròn tròn nhỏ nhỏ. Những viên khoai mì này được đem hấp chín cho định hình, sau đó mới nấu chung với nước cốt dừa để làm thành món chè khoai mì thơm dẻo và đẹp mắt mà từ người lớn tới con nít ai cũng mê, cũng khoái. Rồi còn bánh khoai mì nướng nửa nan. Hồi xưa nó là món ăn vặt thường được bán nhiều ở chợ hay cổng trường học và được tụi trẻ con khoái lắm. Bánh nướng xong thơm nức mũi, có vỏ ngoài vàng ươm, còn bên trong thì dẻo dẻo, càng nhai càng thấy thích. Còn món bánh tằm khoai mì thì sẽ được sắc sợi và phải được lăn qua dừa nạo và ăn chung muối mè hay nước cốt dừa. Hoặc những dịp nhà có đám giỗ, bên cạnh các thứ bánh quen thuộc như bánh ít nếp, bánh tét, bánh quy, thì bánh ít khoai mì cũng được nhiều nhà gói để dâng cúng ông bà và làm quà thơm thảo cho bà con. Cái bánh ít khoai mì khi lột ra sẽ thấy liền phần bột bánh có màu vàng hơi ngà ngà. Cắn vô nhai trong miệng là cảm nhận được liền cái mùi dẻo và nhất là cái mùi thơm đặc trưng của củ khoai. Tuy quê mùa nhưng mà ngon lành hết cỡ. Khoai mì á mà để làm được món ăn ngon thì người nội trợ ở trong nhà đó cũng phải khéo léo một chút xíu để biết cách sơ chế nó. Để mà sơ chế được khoai mì đó quý vị, là mình phải rạch cái lớp vỏ, lột sạch nó ra, rồi chặt hai cái đầu củ, đem ngâm vô nước lạnh nè. Nhớ là phải thay nước thường xuyên nha. Rồi thêm nữa là ngâm chừng một đêm là mình có thể đem đi làm món ăn ngon được rồi đó. Khoai mì mà đem nấu canh với cá trê nè, hay với tép bạc nè, là đúng là món ăn đánh động lòng người luôn đó. Còn không thì mình đem đi luộc chín củ khoai mì, rồi trộn chung với lại thịt để làm chả giò. Ta nói chả giò khoai mì, ăn vô vừa dẻo vừa mùi thơm, hấp dẫn dữ lắm luôn. Chả giò khoai mì mình dọn lên với cái dĩa đồ nguội, ăn vào những cái dịp giỗ chạp, hay là ăn chung với lại bún, chan thêm nước mắm chua ngọt nữa. Ta nói ngon nhất nhỉ. Còn nếu không, dọn lên chung ăn với bún nước lèo Trà Vinh. Ta nói ngon quên đường về chứ không giỡn đó quý vị. Đối với rất nhiều người, ký ức về bữa cơm quê lúc nào cũng là những hình ảnh mộc mạc, gần gũi, những hương vị chân quê từ mấy thứ sản vật quen thuộc có sẵn ở quê mình. Mấy thứ rau củ vườn nhà, mấy con tép, con cá ngoài sông ngoài ruộng, nhiều khi không cần tốn nhiều tiền mà vẫn có được bữa cơm ngon lành và đủ chất. Canh khoai mì chính là một trong những món ăn như vậy. Nguyên liệu đơn giản nhưng vị ngon thì không hề tầm thường một chút nào. Khoai mì ngâm rửa sạch thì đem tách ra thành từng miếng vừa ăn. Ngộ lắm, khoai mì phải là tách ra, bữa ra một cách tự nhiên như vậy mới là đúng ngu. Chứ nếu mà đem sắc gọt ngay ngắn thì tuy nhìn đẹp đó, nhưng không còn giữ được cái chất nhà quê vốn có của nó đâu nghe. Bắt nồi nước lên bếp, nước sôi thì thả khoai mì vô, nấu lửa vừa vừa cho tới khi khoai gần chín thì bỏ cá trê vô nấu chung. Nhớ hớt bọt để nước được trong nghe. Coi lúc chờ các nguyên liệu được chín thì bà nội trợ sẽ nhanh lẹ ra ngoài liếp hái vô mấy lá gừng non, rửa sạch rồi xắt nhuyễn. Coi khoai và cá chín rồi kìa, nêm nếm gia vị vừa ăn. Và nhớ rắc nhúm lá gừng vô rồi cảm nhận nè. Thơm gì mà thơm quá là thơm. Ngộ lắm, vì chứ canh khoai mì thì phải nêm lá gừng mới ngon, mới đúng điệu và dậy lên mùi thơm đặc biệt rất miền Tây. Bữa cơm nhà có tô canh cá trê nấu với khoai mì, thêm dĩa cá kho, dưa mắm, gọt thêm trái dưa hấu,
rót dĩa nước mắm sắc ớt cho cay nữa, là đố ai mà kìm lòng nổi. Bới cơm, chan canh, nhớ múc miếng khoai mì bỏ vô miệng nhai rồi cảm nhận nè. Khoai dẻo và bùi lắm, mềm tan trong miệng, lại dậy lên mùi thơm dịu dịu rất thích. Gấp cá ra dĩa nước mắm rồi dẻ một miếng. Thịt cá đồng dai thơm là số 1, quyện cùng vị nước mắm ớt mặn mặn cay cay, nhức nhĩ à em. Món canh này nó ngon, một phần là nhờ khoai, một phần là nhờ cá, và chủ yếu chính là sự kết hợp, sự hòa quyện của hai thứ nguyên liệu nhà quê với nhau. Một cái ngọt thanh tao của khoai, một cái ngọt đậm đà của cá, tạo nên cái vị quê hương thiệt lòng khó mà quên được. Nếu như món canh khoai mì khiến người ta mê bởi cái vị thanh mát ngọt bùi, thì món chả giò khoai mì sẽ khiến vị giác bị chinh phục bởi cái dẻo, cái giòn thơm rất ấn tượng. Khoai mì nấu chín thì quết nhuyễn mới đem trộn chung thịt nạc mầm, nêm thêm gia vị rồi cuốn vô bánh tráng hay bánh bía thành từng cuốn thon thon, nhỏ nhỏ. Sau đó chiên ngập dầu cho tới khi chín vàng là dọn lên thưởng thức. Chả giò khoai mì có thể ăn với cơm, với bún, hay khi có dịp về Trà Vinh, chủ nhà sẽ đãi bạn phương xa món bún nước lèo đúng chuẩn xứ này, với nước lèo nấu từ cá lóc và mắm bò hóc, dọn lên đồ ăn kèm có thịt heo quay, bánh giá, và đặc biệt là chả giò có nhưng khoai mì thơm thiệt là thơm, dẻo thiệt là dẻo. Gấp cuốn chả giò đưa lên miệng cắn rồi nhai chậm rãi, chúng ta sẽ cảm nhận được vị ngon đặc biệt của nó. Vỏ ngoài giòn tan, còn ở trong thì có cái dẻo dẻo thơm thơm bùi bùi của khoai mì, có cái ngọt béo của thịt, nhai tới đâu là thấy sướng miệng tới đó. Những ai đã từng ăn chả giò khoai mì thì đều công nhận rằng món này nó đơn giản thôi, nhưng đảm bảo càng ăn là lại càng bắt, càng ăn là lại càng ghiền. Có ai mà ngờ mấy cái củ khoai mì quê trớt quê trơ vậy đó mà lại trở thành nỗi niềm thương nhớ của biết bao nhiêu người con xa xứ. Chắc có lẽ là bởi vì nó đã gắn bó với con người ta từ thời còn nhỏ, từ lúc còn khốn khó, đi vào bữa ăn gia đình bằng những món ăn dân dã mà ngon lành, có đầy đủ mọi thành viên ở trong gia đình. Để rồi bây giờ ở một nơi xa xôi nào đó, không có hình bóng quê nhà, cũng có nhiều người đang thèm, đang nhớ về những bữa cơm gia đình. Có tô canh khoai mì, có bánh, có chè khoai mì, có dòng khoai mì mà tía má trồng đang lên xanh và đợi con về để làm những món ăn ngon.